Tháng 10 năm 2013, sau một đêm diễn đầy cảm xúc tại nhà hát Đại Nam, Hà Nội, chúng tôi lên đường đến với xã Thượng Phong, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đối với người dân Thượng Phong, lũ lụt xảy ra hàng năm như là cơm bữa. Chúng tôi, những người nghệ sĩ, nhà báo, những người làm truyền thông đến từ thủ đô, mang theo những gói quà là nhu yếu phẩm đến với những người dân ở đây. Tuy nhiên, nó chẳng thấm vào đâu so với những mất mát mà những đồng bào của ta phải gánh chịu. Nắng lửa mưa dầu, cằn cỗi xác xơ, một miền đất nghèo bao nỗi đau thương. Chúng tôi trao những phần quà còn lại đến những người phụ nữ nghèo ven biển dưới chân tượng đài Mẹ Suốt, người mẹ anh hùng của dân tộc. Vậy mà trong những người phụ nữ nghèo khổ này, có cả con gái ruột của mẹ. Chẳng ai quan tâm đến người con gái của một bà mẹ anh hùng, người đã lái hàng ngàn chuyến đò chở bộ đội, lương thực, vũ khí ngay dưới làn bom đạn của máy bay Mỹ. Nghèo đói, khổ đau trên mảnh đất này biết bao giờ kết thúc. Mọi thứ rồi sẽ qua, chỉ có tình người ở lại. Đến bao giờ điều này dễ dàng hơn để được công nhận bằng lương tâm, để thấm thía hơn nữa khi mà ở đây, một người mẹ Việt Nam anh hùng đã hy sinh những người con cho cách mạng. Khi nghe tin chúng tôi đến từ thủ đô, mẹ đã khóc òa lên với những giọt nước mắt từ sâu thẳm trong tim. Đối với mẹ, hai từ thủ đô sao quá xa vời, cảm giác như hai từ ấy như một thứ ánh sáng, như là nơi có lưỡi gươm công lý có thể xua tan đi sự hờn nghi đeo đẳng theo mẹ bấy nhiêu năm. Khi mà đến bây giờ ở xã Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, vẫn có một đội quân tóc dài sống rải rác như ở những xóm trài ven biển. Giờ tay súng, những nữ pháo binh Ngư Thủy ngày đó trở lại với biển cả, mưu sinh nơi đầu sóng ngọn gió. Giờ đây, hầu hết trong số họ tuổi đã cao, không ít người vì hoàn cảnh chiến tranh không kịp lấy chồng, phải sống đơn lẻ với nhiều vất vả. Con người ta nếu không thoát khỏi khổ đau sẽ mãi mãi chỉ nhìn vào quá khứ. Rời miền Trung nắng lửa, chúng tôi quay trở lại vùng cao Tây Bắc, tiếp tục dự án đang còn dang dở, xây dựng nhà nội trú cho trẻ em La Hủ, Lai Châu. Xã La Hủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu là nơi sinh sống của người Pa Ủ, còn gọi là tộc Lá Vàng hay Xà Lá Vàng. Đời sống họ tự cung tự cấp, biệt lập, không giao du với thế giới bên ngoài. Theo tập tục từ xưa, người La Hủ quen sống du canh du cư, đến khu vực mới để kiếm ăn tự nhiên khi lá lợp lán chuyển màu vàng, thì lúc ấy nguồn thức ăn cạn kiệt, họ lại mưu sinh ở nơi đất mới. Giặc đói, ma túy, giặc dốt liên miên thống trị người Pa Ủ hàng trăm năm. Gần đây được nhà nước quan tâm, đời sống xã La Hủ bớt đói, bớt rét hơn. Thế nhưng chúng tôi, những người mỗi lần trở về từ La Hủ, không sao thoát khỏi nỗi ám ảnh về những đôi mắt ngây thơ thèm khát cái chữ, về những mái lán học tạm đơn sơ, gió lùa lạnh buốt. Từ đó, chúng tôi tự đặt cho mình một sứ mệnh, rằng sẽ xây dựng ở nơi đây một lớp học khang trang, xa hơn nữa là trạm xá, bệnh viện, thư viện. Có nhiều cách để giúp cộng đồng bớt đói khổ cơ hàn. Chúng tôi chọn cách gieo hạt mầm hy vọng vào những thế hệ tương lai, những đôi mắt bé thơ. Chúng tôi gửi vào đó niềm tin, sức lực, nhiệt huyết và cả tuổi trẻ của mình.